Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. See you. This is the score for your homework. If you guys have done the homework, hello, teacher. Hello, guys. Hello, everyone. Hello, nice to see you guys today. Hello, guys. Have you guys? Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, everyone. Hello. I'm fine, thank you. Wait for me. On. Hello, teacher. Have you guys all done the homework? Have you guys all done the homework? It's easy, right? Only 10 sentences. Only 10 questions, right? Very simple. Only 10 questions. Hello, hello, hello. Hello, guys. Hello, nice to see you. Thank you. I'm fine today. Thank you so much. Hello. What? I see that some of you have done the homework excellently. Well done. Good job. Who's this? This person, you played for 8 times. Hello, guys. Hello. Good job, everyone, for your homework. We gotta do it again today, okay? And then we gotta go through. Yeah, it's okay. It's quick. It's okay. I'm fine. Thank you, guys. I'm fine. Oh, you asked about your teacher. Where are you? What's your name? Is your name Yu Min Jo here too? I don't think so, right? I don't see your name here. It was the homework. This was the homework that I gave you guys. Here, you are Zhang. Here, Zhang. Here are you. Here are you. I don't know which position. Con hàng thứ mấy vậy cô? Em hàng mấy vậy cô? What's your name? Now, take a look at this one. We don't have the numbers. We don't have the numbers. Rồi. Thật ra cái này các bạn thấy là nó không phải là cái hạng đâu, mà là các con chơi nhiều thì nó cũng sẽ tính điểm nhiều đó. Cho nên là quan trọng là mình đã làm đúng được bao nhiêu câu thôi. Ok, quan trọng là mình làm đúng được bao nhiêu câu đó. Bây giờ cô đi qua cho các bạn xem sơ tên của mình nè. Đây là những cái bạn ở top đầu tiên nè. Ví dụ như bạn là chơi đến 8 lần nè, bạn có all answers. You have all correct answers. Or Phúc Nguyên, well done. You have 9 correct answers and 1 mistake, right? Mai Zhang, you 2. And Thu Thủy, yeah, you have 8 correct answers. Hoàng Giang, 2. You have 2 incorrect answers. So we're going to do this one more time, okay? Let's see. We have 60, about 60 friends in the room. Now, let's play one more time, okay? This was the homework, but now we're going to play one more time. Bây giờ mình sẽ chơi lại. Sau khi mình chơi lại thì cô sẽ sửa cho các bạn cái câu này. Đây là những cái câu hỏi cực kỳ cơ bản, đúng không? Đây là những cái câu hỏi rất là cơ bản và mình thường sẽ hay sử dụng những cái này để nói to talk about the weather. We often use these sentences, these phrases to talk about the weather. Okay, so now take a look at this one. We're gonna do it again. Các bạn đợi cô một xíu nha. Yeah, it's okay. The homework, you don't have to, you're not forcing to do all of the homeworks. If you have free time, you should do the homework before class. Okay, wait me guys, let me see this one. So there are, some of you haven't done this one, right? So now do it again, do it with your friends, okay? You're gonna do it with your friends who have done this one. We still gonna do it again. Let's see, how many correct answers do you have? Ở đây thì bạn nào làm rồi thì cũng sẽ biết được đáp án mình đúng, đáp án mình bị sai, đúng không? Cho nên các bạn thử làm lại xem ra sao nha. Ok, let me think. I'm going to turn off all of them. Để cho các bạn xem thử nè. Ok,
We're going to do it one time with 10 questions. Then we're going to correct these questions, okay? So you guys, please wait for me. I will send you guys the link in the chat box. Mm-hmm. I will send the link in the chat box, okay? Wait for me. Các bạn đợi cô nhé. Cô sẽ cho các bạn cái link. Here you go. Here, guys. Please click the link in the chat box and join the game, okay? It's just a small game today. Today, we're going to focus on learning, okay? We're not going to play a lot of quizzes today. Only this one. Mm-hmm. Only this one. Today, we're going to focus on the lessons. Good job, everyone. Well done. Very fast. Good job. These are very basic and common phrases and words to use to talk about the weather. Mm. Đây là những cái câu mà mình có thể dùng, mình có thể sử dụng được, okay? Để nói về thời tiết. Very simple, right? Remember, each question only have you only have 10 seconds to answer, okay? You only have 10 seconds to answer. Okay, 41 students, good job. What about the others? What about the others? Where are you guys? Good job, 44 students already. Let's wait for some more, okay? Để cô gửi lại nếu mà các bạn nào mình đang không có nhận cái link. Here is the link. Just need to click the link and then name yourself, okay? Good job, guys. 50 friends already. Okay, let's wait for a couple minutes more. Right now it's 8:06. Let's wait for 2 more minutes, okay? I will start the game at 8:08. 56 students already, okay? You guys please wait for your friends, okay? Các bạn đợi của mình nha. Wait for your friends. 57, 58. Well done. Good job, guys. Okay, bạn nào mà vẫn chưa thấy link thì các bạn bấm vào cái link cô vừa gửi nha. Click the link that I just sent you guys. Okay, one more minute for you guys to join in the class. Uh-huh. One more minute, everyone. One more minute, the last minute to join the class. For whom haven't done this quiz, you can start doing, huh? And then I will correct them. Bạn nào mà hôm qua mình chưa có làm bài thì hôm nay thì cô sẽ cho các bạn làm. Cô sẽ cho các bạn làm hôm nay nè. Okay. Okay. 70 students already. Let's see. One more minute, okay, guys, one more minute. Okay, it's 8:08, guys. I will start a game right now. Mm-hmm. I will start a game right now in 5, 4, 3, 2, 1. The game starts. Only 10 questions, very easy. Thank you.
đợi bạn mình một xíu nha. Ok, wait for your friend. If you guys take a look at my screen, you guys gonna know who's the winner, right? Congratulations. Let it. Okay, who is the winner? Congratulations, you with all correct answers. Well done, Hong Yong. Good job for today. You have all correct answers. And Phúc Nguyên, Minh Châu, Mai Trang, good job. You have one mistake. Uh-huh. You have one mistake. Good job, everyone. Well done. Bây giờ các bạn nào muốn nhìn hạng của mình thì các bạn take a look. Please take a look at these one, okay? Here. This is from number 1 to number 13, okay? Congratulations, everyone. Congratulations. Here are some of the other friends. Here are some other friends. Well done, everyone. Good job. Some of your friends have a lot of wrong answers, right? So right now, I will do it again with you guys to see which one. Now, let's take a look at the questions. Uh-huh. Let's take a look at the questions again. Okay, so for this one, look at the picture. So let's see. A lot of you guys choose this one. It's very foggy. And then you guys choose it's foggy today. Good job. Thật ra thì các bạn ở đây là các bạn đã bị lừa ở chỗ nào? The word foggy. Remember, double G is the correct answer, okay? It has to be F. O double G and Y, not F O G Y. Okay. Như vậy là ở có rất là nhiều bạn bị lừa ở đây đúng không? Bởi vì mình có cái chữ foggy nhưng mà nó lại bị viết sai chính tả. Cho nên các bạn để ý cho cô chữ foggy nè. How's the weather? Thời tiết hôm nay như thế nào? How's the weather? It's foggy. It's very foggy. Trời có rất là nhiều sương mù. Trời rất là nhiều sương mù. Take a look at the picture. Các bạn nhìn này đúng không? Of course it is not sunny, guys. Chắc chắn là ở đây sunny là đáp án không chính xác được, bởi vì đây là trời nắng nè, không thể nào trời nắng được trong cái bức hình này. À, rainy thì cũng không phải, ở đây thì mình không có thấy dấu hiệu của rainy mà nó là foggy. Okay, và các bạn nhớ cho cô ở đây foggy double G, not one letter G like this. Okay, well done everyone. Next one. Okay, please write in the chat box your answer. Mm-hmm. I will invite some of your friends. Well done. Well done. Good job. But for this one, a lot of you guys, let's see. The answer has to be this one, okay? Có rất là nhiều bạn cũng bị nhầm cái này đúng không? Rainy, double N. But rainy, we have one N only. Okay. Remember guys, cái này mình rất là dễ bị lừa đúng không? Mình rất là dễ bị lừa đúng không? Uh-huh. Rất là dễ bị lừa. Okay. Các bạn nhớ cho cô rainy, you only have one letter N, okay? And stormy. I don't think this one is stormy. Cái này thì chưa rõ là stormy. Uh-huh. Cái này thì vẫn chưa rõ là stormy được. Okay. Cái này nó không phải là stormy. Stormy là trời có bão đúng không mọi người? Còn ở đây là các người con thấy là nó chưa có rõ là trời có bão. Foggy cũng vậy. Ở đây là không có bạn nào chọn foggy hết nè. Đó. Và ở đây các bạn chỉ bị sai ở cái chỗ rainy là đa số đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ cho cô rainy không có double N. Mình chỉ có one letter N thôi. R-A-I and why? Okay, guys, remember rainy. Okay, good job. Now let's invite one friend. Okay, let's invite. Okay, this one is easy. Okay, wow,
61 people have the correct answer for this one. Well done. Only one person has the wrong answer. Cloudy. Chỉ có duy nhất một bạn là chọn cloudy thôi. Còn lại là các bạn làm rất là tốt nè. Các bạn thấy là trời rất là nắng đúng không? Mình có sunny. Okay. What about this one? Let's invite one friend. Okay, I will invite one friend to answer. Hải Bang, please. Can you answer the question? What's the weather like today? What's the weather like today? It's mostly cloudy. Ah, yes, good job. So is it mostly cloudy? Good job, Hải Bang. Well done. Mostly cloudy. Yes. Đó. Mostly có nghĩa là chủ yếu là trời mà tụi con thấy là có nhiều mây đúng không? Cloudy là trời mà mây nó mây mù mịt mây rất là nhiều á. Thì mostly cloudy chủ yếu là trời có nhiều mây lắm. Hot and humid, I don't think so. Hot and humid, trời mà phải nắng nóng mà nó ẩm chảy mồ hôi á thì mình mới gọi là hot and humid. Okay, so this one you have to choose. It's mostly cloudy. Okay, good job everyone, well done. Next up, we have the next question. Bảo Khôi, please, can you answer this one for me? How's the weather? It's what? Hailing now. Ah, not healing, hailing. Again, it's hailing now. It's hailing now. Hey, what is hailing in Vietnamese, Khôi? What is hailing in Vietnamese? Do you... con nghĩ mưa đá. Đúng rồi, well done, Khôi. Good job. Đó là mưa đá, đúng rồi, Khôi. Yes, good job. Yeah, hailing, not rainy. Ở đây thì mình không dùng rainy bởi vì ở đây rõ ràng mình thấy là nếu mình để ý, mình thấy đây là mưa đá thì mình phải dùng cho câu chữ hailing. Uh-huh. It's hailing now. Bây giờ đang trời đang có nhiều, đang trời đang mưa đá bây giờ. It's hailing now. Okay. Và ở đây thật ra câu trả lời mình còn có thể chọn một câu nữa, đó chính là it's so cold. Thường thì khi mà có mưa đá thì trời rất là lạnh đúng không? Cho nên là tụi con có thể chọn là it's so cold. It's so cold. Trời thật là lạnh quá đi. Okay, good job. Well done. Next one. So this picture, well done guys. It's not cloudy, okay? Cloudy là chỉ là trời mà kiểu như có mây, mây nó rất là nhiều, nó bu lại thành từng mảng mây, tảng mây như thế này nè. Còn ở đây mình sẽ chọn cho cô là stormy, trời có bão. Các bạn thấy là stormy nó là kết hợp của cái gì? Rainy và windy. Bởi có bão là nó là foggy nè, rainy nè, windy nè, trời mà có rất là nhiều gió, có mưa to nè. Và thậm chí là mình thấy là có thể thấy là rất là khó thấy đúng không? Foggy nữa. Okay. Good job everyone for this one. Now, Hoàng Giang, please can you answer this question? What's the weather like today? It's snowy today. Let's go out and build a snowman. Yes, good job. Well done. Let's go out and build a snowman. Hãy đi ra ngoài chơi. Go out. Đi ra ngoài chơi và làm gì? But you guys know the song, right? Do you want to build a snowman, right? Build a snowman. Có nghĩa là tụi con, có nghĩa là tụi con dựng người tuyết á. Tụi con xây người tuyết lên á. Okay, build a snowman. Of course, we're not going to choose this one, right? We cannot fly a kite when it is snowy. You cannot fly a kite. When it is windy, you can fly a kite. But when it is snowy, I don't think we can fly a kite. Không thể nào mình fly a kite, mình thả diều được khi mà trời có tuyết đúng không? Of course, it is not windy, and of course, it's not very hot and humid, right? It's very cold. It's very cold, so you don't choose these one. You only choose the first one, okay? It's snowy today. Let's go out and build a snowman. Good job, everyone. Well done. Next one. How's the weather? How's the weather, Khuê? How's the weather? It's so hot and humid. Again, it's so hot and humid. It's so hot and humid. Có nghĩa là trời rất là nóng và nực nóng với lại nực với lại ẩm á. Kiểu như mình nóng mà mình chảy mồ hôi rất là nhiều đúng không? Trời nóng mà còn làm cho mình bị chảy mồ hôi nực nội nữa. Đúng rồi, Khuê. Good job. So let's take a look at this picture. You will know. It's so hot and humid, right? Of course, it's not warm. Warm là trời ấm thì chắc chắn mình sẽ không có cái biểu hiện giống như vậy đúng không? Và chắc chắn không phải là so cold or freezing. You guys know freezing?
lạnh cống luôn, lạnh cống. It's freezing outside. Bên ngoài bây giờ đang rất là lạnh cống. It's freezing. Ah, so of course you're not gonna choose these three, right? You only choose the first one. It's so hot and humid. Next one. Okay, which one is the correct answer? Hàng Minh Châu, please. Can you tell me which one is the correct answer? Thưa cô, em trả là oh gosh, I'm freezing. Yeah, oh gosh, I'm freezing. Oh, trời ơi, tôi đang lạnh cống đây này. Đúng rồi, take a look at the picture. You will know, right? Đúng rồi, Châu, well done. Good job. Yeah, oh gosh, I'm freezing. It's not really cold today. I don't think so. Take a look at the picture. You don't say it's not really cold. Hôm nay không có lạnh lắm. À, mà tụi con nhìn hình thì con thấy là tuyết mà người ta muốn đông cứng luôn đúng không? Chắc chắn là không thể nào mình chọn. It's not really cold. Hôm nay không có lạnh lắm. No, no, no. It has to be, oh gosh, I'm freezing. Tôi đang lạnh cống nên mới nhờ nè. The weather is nice. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, rất là ok. Thì ở đây con thấy là thường không ai nói trời mà kiểu như là có băng hay là có tuyết nhiều mà là nice hết á. Người ta rất là sợ trời mà tuyết rất là nhiều, rất là khó di chuyển, trời rất là lạnh, rất là khó chịu trong người đúng không? Cho nên câu này mình chỉ dùng khi nào mà tụi con thấy là trời nó kiểu mát mát á. Khi mà thời tiết nó mát mát, when the weather is cool, nó hơi kiểu nắng nắng, có nắng nè. Đó, và nó mát mát nè. Thì nó sẽ là the weather is nice, hôm nay thời tiết đẹp, ok. Đó, I feel so hot right now. Take a look at the picture. I don't think it's hot here. It's freezing, right? So you're not going to choose these, okay? This is the best answer. Oh gosh, I'm freezing. Okay, good job, everyone. And the last one. Phương Anh, please, can you answer? What's the weather like? What's the weather like? Windy today. It's windy today. Well done. Good job, Phương Anh. Well done. Yeah, it's windy today. Not it is wind, okay? Wind is a noun. Wind nó là một danh từ thôi, có nghĩa là ngọn gió thôi. Cho nên là tụi con sẽ không có dùng chữ wind mà phải dùng cho cô là windy. It's windy today. Hôm nay trời có nhiều gió. Ah, look at the trees. Tụi con nhìn cái cây thì con sẽ thấy đúng không? It's windy today. Okay, well, good job everyone. So those are the questions that you can use to ask about the weather. Well done. Thì đấy là những cái phrases, những cái words mà tụi con có thể dùng khi mà mình nói về weather. Good job. Hôm nay thì cô sẽ tập trung sửa lại cho các con cái câu mà mình đã làm đó. Hình như là hôm trước là cô định cho mọi người chơi lại nhưng mà nó hơi bị lắc đúng không? Hôm nay thì để cô thử xem là mình chơi lại được không nha. Để cô thử xem cái phần này mình có chơi lại được không nha. Wait me. Hôm trước là nó bị lắc đúng không? Cho nên là không có biết bạn nào chiến thắng đúng không? Oh, wait guys. Save. Let me try, okay? You guys want to play again? You guys want to play this one again? I will let you guys play one more time, okay? One more time. Mình sẽ sẵn mình chơi lại rồi mình ôm lại cho cô những cái từ vựng chỉ về close nha. Okay. Let's choose a very simple one today. We're gonna choose the first one, okay? Very simple one today. I hope the internet is okay today. You just need, oh, not this. Time, you just need to play this one in about 5 minutes. Mm-hmm. 5 minutes to play this one. Okay. Wait, guys. Wait for the ID. Okay, very fast today. We have the ID now, guys. We're gonna play this one more time, okay? Có nhiều bạn hôm trước mình chưa cũng có nhiều bạn hôm trước là mình nghỉ đúng không? Thì hôm nay cô sẽ để cho các bạn chơi lại nè. Gonna play this one. We're gonna learn about the words related to the topic clothes. Ở đây thì có một những cái câu này chủ yếu là từ vựng để các bạn học về từ vựng chỉ về clothes, quần áo. Sau khi các bạn làm xong cái này thì cô với các bạn sẽ đi qua lại những cái câu này để mình học lại những cái từ chỉ quần áo nha. Okay. Good job everyone. Please join the room. Remember, only 60 players can join the room. Chỉ có 60 bạn được chơi thôi. Only 60 players. Okay? Already.
some more, okay? Until 60 players. I will start the game when there are 60 players in the room. Good job. 50, 50. 10 more players, please. 10 more players. Let's wait for your friends, okay? What about the others? 52, 53, 54. Okay, I will start the game in 1 more minute. Okay, guys, 1 more minute. 1 more minute to join the room. 5 more, 4 more. Cô cho các bạn 1 phút nữa nha. Bạn nào mà mình chưa vào thì mình có thể vào nè. Okay. Three more. 20 more seconds, guys. 20 more seconds. I will start a game. Bạn nào mình vẫn chưa vào thì mình vào nha. Okay, các bạn chuẩn bị nha. Get ready, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. This one is very easy, right? Cái này là chỉ là chọn cái chest thôi và có thể được cướp. Okay, you can steal the gold. Good luck, everyone! Try your best, everyone. Try your best. Khoang Giang is in the top one. And right now it's Khung. Khung is in the top one. Giang right next to you. Big Phương now. Top one. Giang now is top one. Giang. And Strawberry right next to you. Big Khung. Wow. Giang continuously, right? Okay, 3 minutes and 30 seconds for you guys. Harry is the top one right now. You swept, right? Human Joe, well done. Top one right now. Yo, now Thing, you see, right? First place is Thing, and now it's Min. That he's right after you. You're in the top one right now. Anh Thư đang là boss khá nhiều nè. Ngân Bang is right after you. Ngân Bang is right after you. Wow, now Ngân Bang is in the top one. Oh, right now it's Nguyen. Hải Đăng, you're in the third. Oh, now you're in the fifth place. Bạn xếp hạng của mình là thay đổi liên tục nè.
2 more minutes. But wait, you're in the top one right now with the same score. Good luck everyone. Try your best. Oh, now a person named H is in the top one. A person named H. Two more minutes. Các bạn còn 2 phút nữa. 2 phút nữa thôi. Good luck, everyone. The last minute, guys, the last minute. One last minute, okay? Forty more seconds, guys. Seconds. Okay, now get ready. The last 10 minutes, the last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I think I just saw. Congratulations, no bad. Hàng Giang, well done. Hồi nãy cô nhớ Hàng Giang lúc sau bị tụt hàng ở dưới đúng không? Nhưng mà bỗng nhiên là Hàng Giang lên top 3 nè. You're in the top 3. And Thanh Thư is in the second place. Well done. All girls victory today. Hôm nay các bạn gái đã chơi rất là giỏi đúng không? First, second and the third place belong to the girls. Well done everyone. Good job guys. Congratulations. Good job. You guys have a lot of correct answer for this part. Well done. Okay, bạn nào muốn nhìn hạng của mình thì các bạn take a look at the leaderboard nè. Các bạn nào muốn biết hạng của mình thì các bạn nhìn vào nè. Ngân Băng, Thanh Thư, Hoàng Giang nè, Kelly, rồi tới Nguyên nè, Gia Hy nè, Dũng nè, An nè, Việt Phương nè. You were at the top two, right? Lúc đầu là Việt Phương cũng giành top rất là nhiều nè. Đó, lúc sau là mình bị cướp nữa đúng không? Trường Giang nè, right after you, Tino, Minh Phương, here. These are your names. Strawberry cũng vậy. Strawberry là, cô nhớ là Strawberry cũng làm trong top 1, 2, 3 rất là cao đúng không? Nhưng mà lúc sau thì chắc là mình bị cướp đúng không? Cho nên là con bị tụt hạng. Here, these are your ranks. Hải Đăng cũng vậy. Cô nhớ Hải Đăng lúc đầu cũng có trong top nè. Harry too. Harry cũng có một lúc là lên được top 1 nè. I remember you. Dang, you too. So these are your answers. Some of you have not have a lot of correct answers, right? Oh, the way you got steal, right? You got steal all of the, you got stole all of the gold. Vì ở đây là bị trộm hết nè. Tường Vi bị trộm hết vàng này, cho nên là Tường Vi đứng cuối. Chứ ban đầu là Tường Vi nằm trong được top 1 tới top 3 lận. Okay, now. I want you guys to take a look at the words again, okay? Okay, wait for me, guys. Bây giờ mình sẽ đi qua cái những cái từ vựng mình vừa học.
Okay, we just play. Có nhiều bạn vẫn chưa có đáp án chính xác nhiều đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xem qua những cái từ đấy. Các bạn đợi cô một xíu nha, wait for me. Những cái từ đấy thực ra cũng rất là cơ bản đúng không? Có nhiều từ cũng rất là dễ, nhưng mà cũng có một số từ là các bạn sẽ thấy là mới. Có một bạn sẽ thấy là những cái từ đấy khá là mới. For example, if you guys know the answer, okay. Now let's see. Look at the first picture. Bây giờ ví dụ mình không nhìn đáp án thì các bạn đoán thử cho cô xem. Look at the first picture. What is it, guys? What is it? What do you call this one? What do you call this one? Hai Nam, what do you call this one? This yellow thing right here. What is it? You remember? T-shirt. T-shirt. Well done. Good job, Nam. Good job. It's a T-shirt. And the answer, T-shirt. Well done. Okay, what about this one? What about this one? Phương, can you answer? What are these? What are these? These are a pair of socks. À, nếu mà mình dùng a pair of thì Phương không cần phải dùng these are, ta chỉ cần dùng số ít là this is a pair of socks. Again, Phương, this is. This is a pair of socks. Yeah, a pair of socks. Well done. Đúng rồi, đây là socks đúng không? À, ở đây nếu mà mình dùng câu hỏi dạy số ít thì mình sẽ hỏi là a pair of socks. Các bạn nhớ nè, a pair thì không có s ở đây và socks thì vẫn phải có s cho cô bởi vì có hai chiếc đúng không? Uh-huh. Good job. What about this picture? Let's see what is it. What are they? Yes, Phúc Nguyên, please tell me. What are they? They are raincoats. Raincoats, good job, well done. Raincoats có nghĩa là áo mưa, ha, áo đi mưa này các bạn thấy không? Áo mưa. Okay, good job, well done. Good job. Next up, what is this? Huyền Anh, please, can you tell me what's this? This is a yellow crest. Ah, okay. Again, this is a yellow scarf. Scarf. Okay, wait. Let me turn on your sound. Again, this is a yellow scarf. Scarf. This is a yellow scarf. Yes, good job, Huyền Anh. Đúng rồi, well done. It's a scarf. Đúng rồi, good job, guys. Uh-huh. The yellow scarf. Ở đây các bạn thể thấy là những cái đáp án còn lại nó bị sai mặt ngữ pháp rất là nhiều, đúng không? That's a yellow scarf. Uh-huh. Thì cái này nó bị viết sai chính tả này. Các bạn mà nhìn không kỹ là mình có thể chọn câu này đúng không? Ở đây mình phải chọn cái câu that's a yellow scarf. S-C-A-R-F. Okay. Và ở đây thì scarf có S là mình không chọn này. Bởi vì scarf chỉ là cái khăn choàng cổ, mình dùng số ít được. Okay. What about this one? Do you remember, Minh Khuê? What is the answer? Do you remember? Wait, let me turn on your sound again. Can you turn on your sound? Ah, it's a, again. It's a cap. Cap. It's a cap. Yes, well done. It's a cap. Or you can say it's a red cap, right? It's a red cap. Good job, Khuê. Well done. It's not a white cap. Uh-huh. Và ở đây cái này là xuống nhiều thì mình không chọn. Đúng rồi, mình phải chọn cái này cho cô. What about this one? Cap. À, các bạn nhớ cho cô cap. Cap có nghĩa là cái mũ mà gọi là mũ lưỡi trai đó. Cái mũ lưỡi trai thì nó sẽ có cái tên đặc biệt cho nó là cap. Thay vì mình dùng chữ hat thì ở đây các bạn dùng cho cô chữ cap có nghĩa là cái mũ lưỡi trai. Nó sẽ khác với lại cái mũ mà các bạn thấy nó có cái vành xung quanh như vậy nè. Cái mũ mà có cái vành mà con gái hay đội á, cái vành xung quanh này nè. À, cái mũ đấy thì mình hay gọi là hat. Nhưng mà cái mũ lưỡi trai này thì mình sẽ gọi cho cô là cap or baseball cap. Bởi vì thường trong môn bóng chày thì các cầu thủ chơi bóng chày sẽ mang cái mũ này. Thì cái mũ này người ta có thể gọi là baseball cap hoặc là chỉ cần là cap là được. Okay, cap. Now what about this picture? Mikey, can you tell me what is it? It's a pair of sunglasses. Yeah, it's a pair of sunglasses. Thank you so much, Mikey. Thank you. It's a pair of sunglasses. Well done. Good job. Look at this one. Sunglass without S. No, not correct. Ở đây là những cái này nó chủ yếu là bị sai cấu trúc nè.
sun, các bạn có thể sẽ bị nhầm giữa hai câu này nhiều bởi vì sunglasses, nếu mà mình không biết cách viết thì mình sẽ bị nhầm. Sunglasses only has one letter G, okay? S-U-N-G, not double G. Ở đây nó double G lên nè. Còn ở đây thì nó lại double G lên và ở đây nó double G lên và nó thiếu S. Các bạn nhớ để ý kỹ cho cô nha. Okay, you only have 10 seconds, right? So this is the correct answer. It's a pair of sunglasses. Sunglasses, một cái cặp mắt kính. Khi mà con nói là cặp mắt kính thì mình có thể nhấn mạnh cho cô chữ pair để nói về cái cặp, cái gì đó. Cái cặp mắt kính, một cái mắt kính, hai cái mắt kính, mình có thể dùng cho cô cái này. Đó, a pair of, nhấn mạnh về một cái cặp, một cái gì đó. Thì ở đây mình có cái cặp mắt kính của mình đeo nè. Thì ở đây các bạn nhớ cho cô mắt kính này là mắt kính mát, mắt kính râm á. Sunglasses, nó là mắt kính râm, mắt kính mát, khác với lại mắt kính có độ mà mình hay đeo. Ok, tí nữa mình sẽ có cái câu đấy đúng không? What about this picture? Trung. Oh, let's see, what is the question? What are they? What are they? They are a sandal. Ở đây mình sẽ không bao giờ có chữ a sandals. Trung nhớ cho cô này. Sandals, khi mà con dùng để nói về một đôi á, một đôi thì con phải dùng sandal có S đúng không? Trung sẽ nói là sandals thì mình sẽ không có a sandals được. A sandal chỉ khi nào nó là số ít thôi. Ví dụ Trung muốn nói là một chiếc giày sandal đi thì con dùng là a sandal. Nhưng mà ở đây con có cả đôi thì con phải dùng cho cô là sandals. Sandals thôi, chứ mình không dùng a đi kèm với số nhiều được. They are sandals. Chung nhớ nha. Again, Chung, please tell me again. What are they? They are pair of sandals. Okay. Đây Chung lại bị sai cái này nè. Khi mà con dùng a pair cũng được, nhưng mà con không dùng they are được. A pair nó mang nghĩa số ít, nên là Chung phải dùng là it's a pair. Okay, a pair chính xác, nhưng mà mình phải dùng cho cô cấu trúc số ít. It's a pair of sandals. Hoặc là they are sandal. Có hai cách nói thì Trung nhớ cho cô nha. Ở đây con phải phân biệt cấu trúc số ít và số nhiều nè. Nếu mà Trung muốn dùng một đôi thì Trung sẽ nói là it's a pair of sandals. Đó là một đôi giày sandal. Hoặc là chúng là đôi giày sandal. Chúng là đôi giày sandal. They are sandals. Ok, các bạn cũng để ý câu này nha. Cái lỗi này các bạn có thể hay gặp nè. A pair of thì các bạn dùng số ít, nhưng mà khi mà các bạn dùng sandals có S thôi thì các bạn phải nhớ là they are sandals. Ok, mình không có thể nói là they are a pair được. Good job everyone, well done. Next picture, number 8. Let's invite Anh Duy, please tell me what is he wearing? What is he wearing? He wearing a He's wearing. Nếu mà Duy muốn dùng là Duy đang muốn dùng là một đôi đúng không? Một đôi găng tay đúng không? Yes. Thì mình phải dùng là gì Duy? He's wearing a gì để nói về một đôi, một cặp, một đôi. A pair gì nữa Duy? A pair of what? Yeah, of what? Of? Một đôi gì Duy? Một đôi găng tay thì sẽ là gì? A pair of? Găng tay là gì? Duy nhớ không? Duy có làm câu này, Duy có nhớ đáp án không? Nhớ không? Ok, như vậy để cô show cho Duy đáp án nè. So, we have gloves. Ok, gloves. He's wearing gloves. Như cô đã nói, nếu mà mình dùng số nhiều thì mình không cần phải dùng a pair cũng được. Mình có thể nói là he's wearing gloves hoặc là he's wearing a pair of gloves. A pair of gloves. Thì mình có hai cách nói. A pair of gloves hoặc là gloves. Cái nào cũng được hết. Okay. What about number 9? Okay, what about you, Strawberry? Can you help me answer the question number 9? What is Mary wearing? What is Mary wearing? She is wearing a pair of brown shoes. Brown shoes, okay. Or you can say boots. Shoes thì nó là giày nói chung thôi. Thì ở đây cô muốn nhấn mạnh cho các bạn cái từ boots có nghĩa là đôi bốt á. Thì nếu mà tụi con dùng cái từ bốt, đôi bốt thì các bạn sẽ nhớ cho cô mình có cái chữ boots. Cũng giống như cái chữ bốt, hơi giống chữ bốt của tiếng Việt đúng không?
Thì ở đây cũng như vậy, nó cũng là giày, nó là một đôi, thì mình sẽ dùng cho cô boots. Có S có nghĩa là số nhiều, ha, có nghĩa là một đôi đó. Thì ở đây mình có cái câu này: She is wearing a pair of brown boots. Cô ấy đang mang, đang đi một cái đôi giày boot, những cái giày boot màu nâu. À, một đôi giày boot màu nâu. Thì đây chính là cái đáp án chính xác nhất nè. She is wearing a pair of brown boots. Còn những cái còn lại là nó đều có bị lỗi sai ngữ pháp hết. Ok. Như vậy các bạn nhớ cho cô đôi này, cái đôi giày cao cổ, cái đôi boot á, thì mình sẽ có cái kiểu boots. Boots. Ok. Now one more question. Number 9 is very easy, right? Number 9 is super easy. Okay, Phương Anh, please tell me what is it? Louder, I cannot hear you, Phương Anh, louder. Very beautiful umbrella. Wow, you remember the answer. Well done. Như vậy là Phương Anh còn nhớ cái đáp án của cô nữa nè. Good job. It's a very colorful umbrella. You guys know colorful? This means have a lot of colors. You can see, look at the umbrella. Different colors. Colorful có nghĩa là sặc sỡ, màu sắc rực rỡ. Đây là một cây dù rất là màu sắc, rất là rực rỡ. It's a very colorful umbrella. Okay? Good job, Phương Anh. Well done. Now, what about this one? What do you call this? What do you call this one? Han, please, can you answer? What's Rosie wearing? What's Rosie wearing? Thực ra cái này nó phải nói về cái đáp án của mình, nó là cái áo ở trong á, cái áo phải là cái áo ở bên trong, cái áo bên ngoài này thì ra thì cái hình này nó chưa đúng lắm. Dạ, con không có chơi. Oh, you didn't play? Okay, I get it. So now, take a look at this one. Can you guess? Bây giờ cô thử hỏi hỏi Hạnh nè. Cái áo mà áo len tay dài, cái áo len tay dài con dùng để giữ ấm thì con gọi là gì, con biết không? That word starts with the letter S. Cái áo mà dạng như là áo thun len, áo len tay dài để mà mình mặc vào để giữ ấm á. Áo đấy là gì Hạnh biết không? Do you know what is it? Okay, let me help you, okay? Let me help you. This is a sweater. Cái mà cô đang muốn nói đó chính là cái sweater. Sweater thì các bạn sẽ biết đó là một cái áo, áo mà kiểu như là áo áo len tay dài đó. Áo len tay dài để giữ ấm cho mình. Thực ra cái hình này nó chưa đúng lắm. Cái hình này nó vẫn là một cái áo giống như cái áo khoác len thôi. Chứ cái áo len tay dài thì nó sẽ là một cái áo giống như là áo thun, nhưng mà tụi con thấy là nó có cái tay dài ra luôn. Và nó rất là dày, đúng không? Thì những cái áo đấy mình gọi là cái áo sweater. Còn cái sweatshirt, cái sweatshirt sẽ là một cái khác nữa. Tí nữa cô sẽ chỉ cho các bạn cái sweatshirt. What about this one? Minh Châu, please. Dương Minh Châu. Can you answer? Do you know this one? Which one is correct? Okay, so what is this? Cái áo này là Châu biết mình gọi nó là cái gì không? Do you know how to call this one? What do you think? Theo Châu thì con sẽ gọi đây là gì? You know the answer, Khôi? Do you know the answer? Can you help your friend? A jacket. A jacket? No, this is not a jacket. Jacket là một cái áo khoác, nhưng mà con sẽ giống như là con biết là áo khoác thì mình phải mở, có dây kéo mình mở ra hai bên được. Còn áo này là mình chồng vào người luôn, mình sẽ không có mở ra được, đúng không? Cái áo này là cái áo mà con chồng được vào trong người của mình luôn. Cái này thì cô sẽ chỉ cho các bạn. It is sweatshirt. Ok, đây là cái từ mà cô định chỉ mọi người nè. Sweatshirt. Hay là có một cái từ mà các bạn có thể dùng thậm chí đó chính là hoodie. You guys know the hoodie? Các bạn nào nghe ra cái chữ hoodie chưa? Cái áo. Ở Việt Nam mình hay gọi là áo hoodie á. Áo gọi là áo trồng cổ. Trồng vào, mình có thể trồng thẳng vào trong người và nó thường sẽ có cái nón. Cái sweatshirt nó sẽ khác với cái sweater ở chỗ này. Nó sẽ có cái nón và có dây rút nón. Sweatshirt là sẽ thường là phải có cái nón thì mình mới gọi là sweatshirt hoặc là hoodie. Hoodie hoặc sweatshirt thì nó sẽ là cái áo giống như cái sweater vậy đó, nhưng mà nó sẽ là có cái nón và cái dây rút cổ. Còn cái sweater thì nó là một cái áo bình thường. Để cô cho mọi người xem thử coi là còn cái hình nào khác nữa không. Let me give you an example. Sweater. Cô nghĩ các bạn nhìn hình là các bạn sẽ hiểu liền. Cái áo, cái nói chung là áo thun tay dài.
mình sẽ hiểu đó là áo thun tay dài. Hồi đấy nghĩa gốc của nó là một cái áo len tay dài, nhưng mà những cái áo này các bạn thấy không? Đó, những cái áo mà nói chung là áo tay dài, áo thun mà tay dài, mà các bạn thấy cái áo này nó thường nó rất là dày đúng không? Thì những cái áo như vậy mình gọi là cái sweater. Thì các bạn thấy là những cái này là sweater, nhưng mà sweatshirt thì nó sẽ khác một xíu. Sweatshirt hay tụi con còn gọi là hoodie á, thì nó sẽ khác một xíu. Sweatshirt, sweatshirt thì phải có một cái mũ trùm. Sweatshirt thì nó sẽ có cái mũ trùm. Cái mũ ở đây đó, có cái mũ có dây rút, hay mình còn gọi là cái hoodie. Cái hoodie. Đấy, thì cái đấy là những cái sự khác biệt giữa cái sweater và cái sweatshirt. What? Oh, I'm sorry guys, there's a problem with the screen. Okay, you guys can see my screen now, right? What about this one? What is she wearing? Phương Thảo, can you help me? What is she wearing? Do you know the answer? Look at the picture. Thảo không cần phải nhớ chính xác đáp án của cô cho, chỉ cần mình trả lời được cho cô thử xem. Look at the picture. What is she wearing? Cô ấy đang mang cái gì? Đang đeo cái gì? Theo con. Glasses. Ah, okay, yes, yes, good job, Thảo. Correct, correct words, good job. She's wearing glasses. Đúng rồi, đây là cái sự khác biệt. Các bạn còn nhớ cái từ hồi nãy mắt kính râm đúng không? Mình có chữ sunglasses. Sunglasses, các bạn thấy nó giống cái chữ glasses này, nhưng mà sao? Sunglasses này nó khác ở chỗ nè. Sunglasses là mắt kính râm nè. Sunglasses, các bạn thấy hai từ này nó khác nhau cái chữ đầu, cái chữ sun đúng không? Giống như cái chữ mặt trời á. Thì có phải mắt kính râm là các bạn thường đeo ra ngoài khi mà trời nắng đúng không? Ánh nắng từ mặt trời chiếu vào mắt mình thì mình hay đeo cái sunglasses. Còn mắt kính cận của mình bình thường thôi, ai bị cận hoặc là bị loạn nè, có độ nè, đó thì mình mới đeo mắt kính đúng không? Thì mình có cái sun, mình có cái glasses. Glasses có nghĩa là mắt kính. Thì tụi con có thể nói she's wearing glasses, hoặc là she's wearing a pair of glasses. Okay. What about these? What about these? You guys know the answer? Yes, Đăng Khôi, please. Do you know the answer? Không có nhớ nữa. But do you know? You just need to look at the picture. If you guys look at the picture, do you guys know? What about you, Gia Huy? Do you know the answer? What are these? Gia Huy biết đây là gì không? Con nhìn cái đôi này. Chắc là các bạn, you guys know the Vietnamese word, right? Đây là đôi dép đúng không? Các bạn biết đôi dép đúng không? Nhưng mà dép thực ra cũng có nhiều loại dép khác nhau một xíu. What about the other people? Mộc Minh, do you know the answer? Do you know the answer? Còn bạn nào biết đáp án không? You guys remember? Đôi dép này thì các bạn gọi là gì? What you call these? Can someone help me? Okay, Tường Vy, please. Tường Vy, you remember the answer? You know the answer? Dạ, em không có nhớ cái cách đọc, nhưng mà em nhớ cái cách ghi cơ. Oh, really? Can you spell the word for me? Can you spell? Đâu, Vy đánh vần cho cô cái từ mà Vy nói xem. F L I I P P, okay. What else? Dấu mạch nối cơ. Yes, okay. Next one? F L Almost two more. Almost there. And the last P. one, P, okay. P. And of course you need this one actually. You need S, right? Thực ra mình vẫn phải có S nữa đúng không? Good job. You say flip-flops. 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 Từ này hơi khó đọc một xíu đúng không? Flip-flops. Mình phải kết hợp giữa âm F với âm L. Fl. Flip-flops. Flip-flops. Okay, good job, V. Well done. Correct answer. Đúng rồi. Đây là flip-flops. Ngay là dép này các bạn gọi là dép dép sọ ngón đó, dép sọ ngón. Mình có những cái dép khác nhau đúng không? Cái dép mà nó có cái quai như vậy nè, hoặc là cái dép này là dép sọ ngón. Con có thể sọ cái ngón cái vào, nó tách ra với lại bốn cái ngón còn lại đúng không? Thì đôi dép này mình có là flip-flops. Flip-flops. Và các bạn thấy thường dép này người ta hay mang ra khi mà người ta đi biển á, đi hồ bơi á, thì mình hay mang ra, mang cái dép này ra khi mà đi bơi đi biển đó. Okay. Those are flip-flops. Well done. Good job.
Rồi, còn một từ nữa thì cô hay cho các từ nó đối nghịch nhau để các bạn nhận ra được. Cái hồi nãy là flip-flops thì cô chỉ các bạn cái này cũng là một loại dép. Do you know the answer, Việt Phương? What about you? Do you know the answer for this one? Cái dép nào mà con thấy nó bị bít, nó cũng là dép nhưng mà nó không có kiểu sọ ngón nữa mà nó bị bít cái đầu lại một xíu. Cái dép này nó bị bít cái đầu lại. It's a slippers. Yeah, good job. It's a pair of slippers. Or you can say they are slippers, right? Slippers, đúng rồi. Đây là cái sự khác biệt giữa hai cái dép này. Flip-flops nó là cái dép mà các bạn sọ cái ngón vào. Còn cái slippers này là cái dép mà các bạn thấy là nó che cái phần mũi, cái mũi chân của mình á. Đó, thì cái này nó gọi là slippers. Thì cả hai đều là dép, nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt. Thì mình nên dùng cái từ cho nó phù hợp với từng loại dép khác nhau. Ok, now, four more, ok. 16, very simple. You guys remember the cap, right? So you guys have the cap. So for this one, you have, what do you have here? Tino, can you help me? What do you have here? What is it? It's a, again, I think you turn off your sound again. What is it? It's a hat. Good job, it's a hat. Đúng rồi, các bạn nhớ hồi nãy cô nói cái mũ có cái vành không? Đây, đây chính là cái mũ có cái vành đó. Đây là hat. Okay, it's a hat. Good job, guys. Okay, next we have, lại là một cái nữa về giày nè, về giày, với dép nè. What do you have here? Xuân Đức, can you help me? What is your answer? Let me see the question. What are these? Đây là những cái gì Đức? What are these? Giày này con gọi là giày gì đây? These are tiếng Việt là mình nói là giày thể thao đúng không? Okay, let me show you the answer. Bây giờ Đức Khoan nè, Đức đọc giúp cô nè. So you have two correct answers. There are two words to talk about these. Can you read the two answers? Đức đọc cho cô và các bạn nghe hai đáp án của mình nè. These are trainers. Sneakers. Yeah, sneakers. Well done. Good job. Như vậy là giày thể thao thì cũng tùy vào tiếng Anh dạng Anh hay là Anh Mỹ. Tụi con có hai cách dùng hai từ khác nhau. Trainers cũng là giày thể thao mà sneakers cũng là giày thể thao. Các bạn thích dùng từ nào cũng đúng hết. Ok, các bạn nhớ giày thể thao các bạn biết đúng không? Việt Nam mình hay gọi là giày bata đó. Giày bata, giày thể thao đó thì các bạn dùng cho cô là sneakers hoặc là trainers, cái nào cũng đúng hết. Ok, sneakers or trainers. Ok, there, trainers and these are sneakers. Ok guys, three more. 18. Ok, 18, what is the answer for 18? Can you help me, Monster? Can you help me? What is this? Oh, and let me see the question. What is Lily wearing? Can you answer this question? Look at this picture. What is Lily wearing? For example, she's Lily. So what is she wearing? Can you help me? I guess you're not here. Let me invite one more friend. Okay, Thanh Thư, can you help me with this one? Do you know what is it? What is she wearing? What is Lily wearing? It's cold. Ah, yeah. Okay. So if I ask you, what is she wearing? So how can you answer me? Nếu mà cô hỏi, she is wearing. Cold. Yes. Good job. Well done, too. Good job. She's wearing, or you can say Lily. Mình có thể dùng là Lily cũng được, hoặc là dùng she cũng được. Lily's wearing a coat. She's wearing a coat. Okay. A red coat, a pink coat. Okay. It's up to you. Good job. Thì mình có cái coat. Coat này nó là cái áo khoác. Một, nó có hai dạng cái coat. Khi mà tụi con dùng cái chữ coat, nó sẽ có cái dạng là một cái áo thì nó là cái áo mà kiểu như áo phao. Các bạn biết cái áo phao dùng để giữ ấm á, không phải là áo phao tụi con mang ở khi mà tụi con ngồi trên thuyền đâu, mà cái áo dạng phao mà để giữ ấm cho cơ thể đó. Hoặc là tụi con có thể dùng cái áo khoác mà dạng dài. Những cái áo khoác mà dài qua mông của mình á, thường là nó sẽ dài, một là tới mắt cá chân, hai là dài tới đầu gối, giống như vậy nè. Những cái áo khoác mà tụi con thấy nó to và nó dài như vậy thì những cái áo khoác đấy mình không có gọi là cái từ jacket, mà mình phải gọi cho cô là coat. Okay, you have to say coat, not jacket. Các bạn nhớ cho cô, phân biệt cho cô giữa coat và jacket.
Đây, cô chỉ cho các bạn câu này luôn. Gary. So Gary is wearing an orange jacket. Các bạn còn nhớ tại sao mình phải dùng an không? Bởi vì sao? Chữ orange nó bắt đầu bằng gì? Bắt đầu bằng chữ R. R nó là nguyên âm trong cái cụm từ ế ải. Các bạn nhớ không? Cho nên là mình phải đi với chữ an chứ không phải là chữ a nữa. Wearing an orange jacket. Cứ cái từ đấy nó là nguyên âm bắt đầu thì mình phải dùng chữ an cho cô chứ không được dùng chữ a. Chừng nào mà mình nói là a jacket thì ok, nhưng mà orange jacket thì phải là an orange jacket. Các bạn nhớ nha. So orange jacket, các bạn nhìn jacket các bạn phân biệt ra đúng không? Jacket is different from the coat. À, jacket nó là cái áo khoác này giống như là mình đi mặc đi nắng mình giữ ấm cũng được. Nhưng mà nó là cái áo khoác dạng ngắn thôi. Còn cái coat là nó dài tới có thể đầu gối hoặc tới mắt cá chân luôn. Ok? And the last one. What about the last one? My Trang, can you help me? You know what are these? Oh, what is this? What is this? Do you know? Heel. Okay, if I ask you in this form, what is this? Nếu mà cô hỏi Trang là đây là cô đang dùng câu hỏi dạng số ít nè, thì Trang sẽ trả lời ra sao để đúng cái câu hỏi của cô. What is this? This is a pair of high heels. Yes, good job. Yes, đúng rồi. Well done, Trang. Good job. Yeah. Bởi vì câu hỏi của cô ở dạng số ít thì mình có thể dùng là a pair để nói là dạng số ít. A pair of high heels. Giày cao gót. High có nghĩa là cao, cái heels. Giày cao gót thì tụi con có những cái đôi giày cao gót. Mình dùng là high heels cũng được. Hoặc là tụi con không gồm chữ high, tụi con chỉ cần dùng cho cô chữ heels thôi cũng được luôn. Cái chữ heels nó cũng đã mang nghĩa là giày cao gót rồi. Bạn nào muốn dùng đầy đủ là high heels cũng đúng. Mà không dùng chữ high, chỉ dùng chữ heels thôi cũng chính xác luôn. It's a pair of high heels. Như vậy nếu mà mình dùng ở dạng số ít thì các bạn nhấn mạnh cho câu nói nhiều đôi á, một đôi nhấn mạnh một đôi thì mình dùng là a pair of. Hoặc là tụi con dùng số nhiều, they are high heels. Chúng là gì? Chúng là đôi giày cao gót. They are high heels. Như vậy là tùy theo tụi con đang dùng ở dạng số ít hay số nhiều thì tụi con dùng cái chủ ngữ cho nó thích hợp. It is hay là they are, tùy vào mình đang dùng số ít hay số nhiều, mình dùng cái dạng nào. Ok? Good job everyone. You guys finished the 20 questions. Well done. Good job for today. So today we don't play a lot of games. Huh? We focus on learning the vocabulary, right? Hôm nay thì các bạn đã được học và ôm lại rất là nhiều từ vựng đúng không? Cho nên các bạn có thể xem lại kỹ cho cô cái video bài giảng của mình ngày hôm nay nè. Thì mình học lại cho cô những cái từ vựng này. Hôm sau thì cô sẽ cho các bạn chơi một cái quiz mới gồm những cái từ vựng về quần áo khác nữa. Mình cũng sẽ làm trước. Sau khi mình làm xong thì các bạn thử xem là mình biết được bao nhiêu từ. Rồi sau đấy cô sẽ sửa bài giống như vậy cho các bạn. Ok guys, well done for today. Như vậy là xong hôm, một hôm nữa là các bạn sẽ biết được thêm rất là nhiều từ về quần áo nữa. Để mình phân biệt rõ hơn. Ví dụ giày thì có rất là nhiều loại giày đúng không? Giày sandal, giày bata, rồi dép thì có dép sọ ngón, rồi dép gì đó rất là nhiều. Thì mình sẽ phân biệt được nhiều cái khác nhau. Ok guys, well done. So good job for today. I will give you guys the quiz for the homework later. Okay? And I will see you guys next time on Saturday. Okay, everyone? Well done for today. You did very well job. Good job. Mm-hmm. Now please turn on your sound and say goodbye to your friends. Okay? We'll see you guys back on Saturday. Bye-bye, everyone. Bye, teacher.